công việc của ông không khác gì hơn là một lời mời gọi, là tiếng hô vang vọng trong núi rừng Giu-đê để kêu gọi con người trở về với Thiên Chúa, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón đấng thiên sai của Thiên Chúa sẽ đến. Nhiều người tự hỏi tại sao tiếng hô ấy lại không được cất lên trên thành trì hay phố xá đông người mà lại được vang lên trong sa mạc hoang vu. Theo kinh nghiệm thông thường của người đời, muốn làm dịch vụ mua bán hay quảng cáo thương mại, người ta phải chọn những tụ điểm đông người qua lại, phải ra báo, phải lên truyền hình hay đài phỏng vấn để phổ biến thông tin. Trả lại ở đây, Doan Đại Gia lại loa báo sự điểm khảm họ ấy trong sa mạc không người. Tại sao vậy? Phải chăng vì Doan muốn hô lên chữa hết là cho chính bản thân của mình? Vâng, nhờ việc hô lên của chính bản thân của mình chữa hết, nên Doan đã có sức lôi kéo từng đoàn người từ các xứ kia để với Ngài. Nhờ việc hô lên của chính mình chữa hết, nên tiếng hô ấy đã phát đến tận các vùng Jerusalem, xâm nhập ở cõi lòng biết bao nhiêu thế hệ khô khan và người lạnh. Quả thật, không ai có thể cho người khác cái mà mình không có. Doan chính là người đã dọn đường lòng mình chữa nhất, là người đã việc lắng nghe chữa hết lời mình loan báo. Và sự lắng nghe ấy không chỉ bằng thịt giả xuống mà còn bằng chỉnh tròn cả tâm hồn của thánh nhân. Và cũng chính từ tâm hồn ấy mới đang phát sinh được những thái độ sống phù hợp với tinh thần xã hội. Vâng, không biết lắng nghe bằng con tim thì con tim sẽ không thể cất lời. Và nếu cất lời không phát sinh từ con tim, lời đó sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Chỉ khi nào nghe được tiếng nói đến lòng mình, khi đó mới mong thay đổi được chính mình, thay đổi được cuộc đời mình và đổi mới chính cuộc đời mình. Thánh Gioan Đại Gia nghĩ cùng tâm nghĩa của ăn năn sám hối là chết đi cho tội lỗi của mình. Một linh mục đã có sáng kiến rất ngồi nghiêng để đánh đồng giáo dân trong sự việc ăn năn sám hối. Một sáng thì nhận định nó, giáo dân còn nghe tiếng chuông từ nóc nhà thờ và loa phản thanh từ đó loa bảo như sau. Một nhân vật có tên tuổi trong giáo sử vừa qua đời, tang lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ tư sắp tới. Mọi người nhổ nhạo lên vì không ai biết người mới có đời đó ở đâu, ở cung đồi hay là ở hải ngoại. Người nào cũng muốn biết có người quan trọng đó là ai. Đúng ngày tang lễ, mọi người trong giáo sử đường đường và bước đến nhà thờ, người ta không chỉ để cầu nguyện cho người quá cố mà còn để nhìn vào lần cuối cùng có người mà ai cũng tò mò muốn biết. Sau tang lễ, vì linh mục đến mở các quan tài để cho mọi người chào từ biệt người quá cố lần cuối cùng. Ai cũng sẵn sàng để nhìn trước khi điều người chết, nhưng ai nảy điều ngạc nhiên bởi vì thay cho thi hài người chết ở trong đó thì mọi người chỉ thấy trong đó các quan tài một tấm gương. Và dĩ nhiên khi cúi nhìn xuống vào quan tài, mọi người chỉ thấy chính dung nhan của mình ở trong đó mà thôi. Sau đó linh mục nhận định, có người bạn sẽ nhìn thấy trong quan tài không ai khác hơn là chính mọi người trong chúng ta. Vâng, đúng thế, thưa anh chị em, mọi người trong chúng ta cần phải ăn năn xã hội, cần phải mai táng chính bản thân mình, cần phải chôn cất tội lỗi của mình. Vâng, có ai trong chúng ta mà không cần xã hội? Chỉ có những ai không bao giờ phạm tội mới không cần xã hội. Nhưng ai trong chúng ta đã hơn một lần phạm tội? Ai dạy rằng tình mình chưa bao giờ phạm tội? Anh chị em thân mến, trở về với chủ đề chính của đoàn lời của hôm nay là dọn đường.
khiến ta sám hối, khiến ta hoán cải. Hoán cải từ đồi tâm sâu thẳm của lòng mình. Có nghĩa là từ bỏ những cái tình kiến, từ bỏ lòng đến cái gì, từ bỏ những tham lam, luôn lấy cái tôi làm tiêu cái đường. Sự chạy theo những quyền lời để mát giảng giúp cái thiên liên đấy, nhưng lại chẳng có chủ nhiệm về tin mình. Từ bỏ những cái đó thì được vào trong được yêu thương và phục vụ anh em. Thánh Gioan mời nhân chúng sám hối. Thánh Gioan mời gọi mọi người chúng ta sám hối. Chúng ta không thể tiếp tục sống như xưa được nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đã đến lúc phải thay đổi lối đi, đã đến lúc phải đổi mới cách sống của chúng ta. Nói tất cả, Gioan kêu gọi và dọn đường cho được cụ thể để. Nhưng con đường mà Thánh Gioan nói đây không phải là đường xuyên ban hay đường cao tốc, mà chính là con đường dẫn vào lòng của chúng ta, con đường nội tâm của mọi người chúng ta. Sửa con đường nội tâm là thanh tịnh và lòng mình cho sạch, thay đổi cuộc sống mình cho thánh để xứng đáng đón tiếp Chúa cụ thể. Vâng, sửa đường cho Chúa, cho Chúa đến là cần thiết và hợp lý. Theo Đức Thánh Gioan Phaolô đề nghị thì con người là con đường của giáo hội. Thánh Gioan đề nghị nhấn mạnh điều đó. Muốn dọn đường cho Chúa là phải làm cho con người chúng ta nên tốt hơn, thánh thiện hơn, xứng đáng hơn để Chúa đi qua. Vì thế có nhiều con đường cần phải sửa lại, con đường quanh co. Đó là con đường của những kẻ sự lừa gian dối. Họ chính là những kẻ sống hai lòng, lừa thầy dối bạn, chỉ làm hại đời hại người. Cần phải chỉnh đốn lại con đường này bằng sự chân thành, bằng sự ngay thẳng, mới có bình an thật sự cho chính mình cũng như cho ta nhé. Còn con đường đồ nghề là con đường được cả từ cao từ đại, luôn cho mình hơn hẳn những người cả. Họ tự ra mình ta dò thích thường hay chỉ trích và phê bình người cả. Họ luôn cho rằng mình là đúng nên thường hay tổ chức và coi thường anh em. Cần phải chỉnh đốn lại con đường này bằng lối sống hòa nhã, bằng lối sống khiêm tốn mới có thể nối lại từng người mà từ lâu sự kiêu căng đã gây nên sự xa cách những người với người. Còn con đường lồi lòng là con đường của những kẻ sống trong tội lỗi. Chính họ là những điểm cuộc đời mình trong đám ấy lầm lạc, mà còn kéo theo bị bao nhiêu người cả lao vào con đường vì lạc bởi lương xấu của họ. Cần phải bắt nhịp cầu vượt lên trên những đam mê thấp hèn, cần phải vượt qua những giả dụ để sống đúng với phẩm giả làm người của mình, và nhất là không vì những đam mê tội lỗi của mình mà gây nên lỗi trầm trồ cho gia đình và xã hội. Mùa vọng là mùa mời gọi chúng ta điều chỉnh lại lối sống của mình cho phù hợp với tin mừng. Đừng vì lối mòn tội lỗi của mình mà giết hại bản thân và gia đình. Hãy tỉnh thức, đừng quá ngủ mê trong những vinh hoa trần thế, trong những thành công của cuộc đời. Vì có thể trong những thành công của chúng ta còn được ban tặng của việc bao nhiêu kẻ thất bại. Trong vinh hoa của chúng ta vô tình là những chế tiềm mơ ước của việc bao con người. Quả thật, dòm đường cho Chúa đến không phải là một việc dễ làm đâu. Cũng như sống đạo, nhất là trong hoàn cảnh hôm nay, luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú. Hiểu đạo, tin đạo, dư đạo, xem ra khá dễ dàng, vì đạo thuộc là một người cá nhân. Còn sống đạo thường khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, đòi hỏi sự quên mình vừa thẳng đến bản thân của mình. Cũng như thực hiện việc dọn đường qua những chức sản hội bên ngoài, những việc tội, xin tội để khá dễ dàng, nhưng điều trong lòng mình không thành tâm sản hội đưa đến các tên bản thân, thì hành vi sản hội chỉ là một việc làm lấy đề để mình tự mình mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tinh thần.
Mùa vòng thì thật sự có ý nghĩa khi mọi người chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, lắng nghe giáo huấn của Giáo hội, thật lòng sám hối, tấm nhường ăn năn, để trong tâm hồn và đời sống chúng ta luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón mừng con Thiên Chúa giáng lâm. Nguyện xin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, dẫn dắt chúng ta đi trong chân lý và tình thương, để mọi người chúng ta cùng trở thành những con đường dẫn anh chị em chúng ta tới chân lý vẹn toàn. Amen.